Đấy, con là đấy, Thảo với chị Mai cứ nhìn em một bên là đây là bên này là xịt nè. Đó, bên này xịt mà nó bông như vậy đó. Vâng vâng đấy chị Mai nhìn ở bên này là xịt nhá, đấy còn bên này là không đấy, giữa trên cùng mảnh đất đấy, trên cùng mảnh đất chị thấy không đó, chị nhìn thấy là một bên dùng bên không, ở đây bên này xịt đây à, không xịt đây, không thấy cái gì hết, có lưa thưa bông. Đó, bây giờ anh, nó sự khác biệt rất là lớn, bởi cái này nó dài tới là 9-10 phân. Không, khi ra bông xong cái này bông rồi nó đậu trái non bắt đầu xịt để dưỡng. Đó, khi nó đậu trái non bắt đầu xịt để nó dưỡng, mà cứ 15 20 ngày xịt được một lần thì cái tiêu nó không bị sún. Tường ơi. Dạ. Em cái đây này nó đậu rất là chuẩn. Màu xanh. Nè. Vâng. Cái hạt nó xuống tận đây. Vâng. Ờ, quả này nó em thấy không, nó đều. Ờ, nó tóm lại là cái này nó không bị sún, mà đã nói nó không bị sún. Campuchia tỉnh Amasong. Cái món này. Và chúng tôi thấy và quý bà con cũng thấy là trên cùng một mảnh đất nhưng mà bên này thì không sử dụng sản phẩm vườn sinh thái, còn bên này thì có sử dụng, và bằng mắt thường thì chúng ta cũng có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa cây tiêu của bên này và bên này là không sử dụng. Thì quý bà con thấy là bên này thì là hoa nó rất là nhiều, trái độ cũng nhiều hơn, đặc biệt là lá xanh hơn và dày hơn rất là nhiều, khi chúng ta sờ tay vào thì thấy lá rất là dày. Còn ngược lại, đối với bên mà không sử dụng sản phẩm vườn sinh thái thì bông rất là ít, bông ngắn hơn và lá vàng, lá mỏng, thậm chí là còn có